Bây giờ Tân Nguyên cũng có một ngôi trường mang tên liệt sĩ này. Nói như cô Phú, có thể ở đây rất nhiều người biết đến cô Phú. Ở quê trường của tôi, U100 cũng có bằng hợp tay, phải là quý. Chắc chắn là chủ nhân ngày xưa cho Nguyễn Quốc Phú thuê nhà, cũng biết Nguyễn Quốc Phú. Rồi cái người bạn chiến đấu ở hệ khác, thuộc cánh của anh Phạm Thế Hà và anh khác cũng có mặt ở đây. Và chưa kể rất nhiều bạn khác cũng hiểu Nguyễn Quốc Phú. Thì hôm nay dương như ngày nhà giáo của chúng ta còn sống, lại được một cái tổ chức là công ty Tránh Cứu Hòa dành riêng một trang nói chung về nhà giáo và tinh giáo của nhà giáo của chúng ta là anh Nguyễn Quốc Phú. Thế bây giờ thì có rất nhiều vấn đề để mà nói, thì thôi tôi chỉ làm cái nhiệm vụ là giới thiệu cho quý vị biết một cái tập tin của một cơ quan không liên quan đến giáo dục mà lại quan tâm tới cái văn hóa giáo dục của cái vai trò thiên nhiên thầy cô giáo chúng ta, là một số trang giáo nói toàn về thầy giáo, kể cả những bài thơ cũng là của thầy giáo, và trường đề là tôn sư trọng đạo. Nhiệm vụ của tôi được thầy Tạ Minh giao đã xong, bây giờ xin quý vị theo chương trình tiếp của ban tổ chức.